Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm điện máy. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu dòng tivi Nalo Cell của LG có kích thước là 55 inch. Model là 55 Nalo 86 TPA các bác nhé. Ra mắt năm 2021 sẽ là model thay thế cho dòng 55 Nalo 86 TLA của 2020. Đây là mẫu 2021 mới về với siêu thị điện máy của Ecomax. Nếu các bác thấy video hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất các bác nhé. Rồi đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về model này. Model này là kích thước 155 mm Smart TV 4K Ultra HD với độ phân giải được gấp 4 lần Full HD các bác nhé. Các bác có thể xem thông số kỹ thuật của uh, trên tem năng lượng của Bộ Công Thương phát hành ở đây. Cái tem màu xanh xanh ở góc dưới màn hình. Dòng này thì được thiết kế chân hình bán nguyệt các bác nhé. Chân hình bán nguyệt ở chính giữa TV đi kèm với khung tràn viền ba viền Viền làm hoàn toàn bằng kim loại màu đen, tràn tra ba viền giúp cho không gian hình ảnh khi các bác xem hình video trên màn hình nó sẽ được tràn ra bên ngoài, làm cho người dùng cảm giác là khi xem chúng ta xem được rộng hơn và chân thực hơn. Với kích thước 55 inch, chiều ngang của tivi là 1m23, chiều cao của tivi là 78 phân nếu mà tính cả chân các bác nhá. Còn nếu không cả chân, không có chân thì sẽ là 72 phân để chúng ta có thể treo tường được đối với dòng tivi này chúng ta có thể để trên kệ như thế này hoặc là treo tường cũng rất là đẹp chân hình bán nguyệt vô cùng là chắc chắn bên cạnh đó thì giúp cho tivi tăng cái độ thẩm mỹ lên rất là nhiều nắp sau lưng của tivi thì hoàn toàn được làm bằng kim loại các bác nhé và tất cả các cổng cắm sẽ được tích hợp ngay ở phía mặt sau của tivi đối với các dòng tivi của LG sử dụng công nghệ NanoCell sẽ cho màu sắc tinh tế cũng như là tinh khiết nhất ở chế độ 4K Ultra HD các bác nhé. Tích hợp trên TV LG 55 Nano 86 TBA năm 2021 sẽ là bộ chip xử lý thông minh AI A7 Gen 4 các bạn nhé. Sẽ là TV là con chip nâng cấp từ con A6 Gen 3 của năm 2020 cho cái trực quan 4K. TV Nano Cell thì sẽ sử dụng các hạt Nano công nghệ Nano đặc biệt của TV LG dùng để lọc cũng như là tinh chỉnh màu sắc, loại bỏ các tín hiệu gây nhiễu Kết hợp với công nghệ HDR 10 Pro, nâng cấp mọi trải nghiệm cho người dùng. Với tần số quét lên đến 120Hz HZ sẽ giúp cho hình ảnh được chuyển động mượt mà hơn các bác nhá. Cùng với đó là hai cái công nghệ Dolby Vision IQ và Dolby Atmos là một cái là nâng cấp hình ảnh và một cái là nâng cấp âm thanh. Hai chức năng này cùng hòa quyện với nhau giúp cho hình ảnh và âm thanh được trơn tru cũng như là mượt mà nhất. Đi kèm với kiểu dáng thiết kế đẹp thì TV NanoCell của LG sẽ có kèm một chiếc điều khiển thông minh One Remote có chức năng tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt các bác nhé hỗ trợ Google Assistant và nhiều ứng dụng giải trí khác các bác nhé đối với dòng TV Lalo sẽ giúp cho tối ưu hóa các mọi góc nhìn nếu mà các bác xem những dòng TV thông thường thì nó sẽ không được sắc và nét và các độ nhiễu hay là các phím màu đen nó không đầy đủ giống như là dòng TV Lalo Cell được Nhờ cái công nghệ NanoCell thì các cái điểm tối, các cái điểm thiếu hụt ánh sáng thì nó sẽ được bù đắp nhờ cái công nghệ của TV NanoCell hay các trí tuệ nhân tạo AI để giúp cho hình ảnh sẽ được đầy đủ nhất khi mà các bác xem ngay trước màn hình. Đi kèm với dòng TV NanoCell của năm 2021 sẽ là một hệ điều hành WebOS 6.0 các bác nhé Đây là hệ điều hành WebOS khi mà các bác cài đặt lên. Cái này thì bắt buộc các bác phải có bắt Wi-Fi thì mới tải được hết các cái ứng dụng và các cái trình duyệt của hệ điều hành webos chúng ta hãy cùng đăng nhập mạng vào để tìm kiếm các cái ứng dụng trên TV này Ở trong quá trình cài đặt hệ điều hành thì chúng em sẽ nói thêm về các kết nối không dây của dòng TV này chúng ta có thể kết nối được điện thoại hoặc là máy tính bảng nhờ các trình chiếu màn hình như scan modeling hay là các trình chiếu qua các ứng dụng iplay 2 trên điện thoại iphone các nhé ngoài ra có thể kết hợp cắm chuột và bàn phím trên dòng này để chúng ta có thể hỗ trợ chơi uh, uh, tay game hoặc là tay trên uh, chơi, chơi bàn phím rất chỉ là hiện tiện lợi cho các cô giáo có thể trình chiếu hình ảnh lên chiếc tivi để dạy học rồi chỉ cần đợi lót một lúc là ta đã có được cái hệ điều hành webOS 6.0 mới nhất của LG năm 2021 các bạn nhé đây chính là hệ cái hệ điều hành của webOS 6.0 nó nhìn thì sơ qua thì cũng khá là đơn giản và dễ dùng chúng ta có thể liên tưởng đến hệ điều hành Android của Sony. Vâng, cũng rất trên là dễ sử dụng thôi. Sau khi cài đặt xong hệ điều hành WebOS 6.0, chúng ta sẽ có các ứng dụng đi kèm, ví dụ như là Netflix, My TV, Galaxy Play, FPT Play, YouTube hoặc là các ứng dụng giải trí xem phim nghe nhạc khác các bạn có thể tải vào phần ứng dụng và phần thanh cái chức năng ứng dụng của TV để tải thêm các bác nhé. Và tất nhiên rồi đi kèm với dòng này sẽ có chức năng kết nối Bluetooth với các thiết bị ngoại vi bên ngoài các bác nhé. Đối với dòng tivi của LG sẽ được bảo hành điện tử là năm và được đổi mới trong 30 ngày đầu nếu mà tivi gặp lối của nhà sản xuất các bác nhé. giá thành thì các bác có thể cập nhật tại website ecomax.vn hoặc là các bác đến trực tiếp tại sàn tại km 13 quốc độ 3 thị trấn Đông Anh để trải nghiệm sản phẩm cũng như là xem giá cập nhật hàng ngày các bác nhé. Chờ, rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái clip của em hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo